Xin xin chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Đình Bắc, đến từ Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách làm test nhanh COVID-19. Để thực hiện việc tự test nhanh COVID-19 tại nhà, người dân cần chuẩn bị bộ kit test nhanh, đồng thời tham khảo kỹ thuật và thông tin của nhà sản xuất trên cái bộ test mà mọi người mua về để sử dụng. Để mà thực hiện đúng cái quy trình của nhà sản xuất bộ kit test nhanh COVID-19 tại nhà thì bước đầu tiên chúng ta cần bước 1, chúng ta cần biết là trong cái bộ kit test của nhà sản xuất khi mà mình mua về gồm có những gì. Thì một bộ test nhanh COVID thường có những cái mà cần thiết để thực hiện như sau. Đó là cái test nhanh. Thứ hai là que lấy mẫu. Tùy từng loại test nhà sản xuất mà có thể là lấy mẫu dịch tị hầu, hoặc là dịch ngoái họng, hoặc là dịch mũi. Trong cái bộ test nó có thêm là dung dịch đệm. Và cái nắp để chúng ta lắp dung dịch và lắp trên cái lọ dung dịch này, để khi chúng ta làm xong chúng ta sẽ nhỏ vào cái test để đọc kết quả. Bước 1, chúng ta sẽ lấy, đối với dịch tị hầu, chúng ta sẽ để cho cái người mà chúng ta muốn test đó, ngồi hoặc là nằm nghiêng một góc 70 độ. Thế cái mẫu này chúng ta sẽ cho vào cái lỗ mũi của cái người mà chúng muốn test đó. Chúng ta xoay từ từ dọc theo cái cánh mũi xuống đến cái vị trí tị hầu, là 1/2 cái đoạn từ mũi đến cái dái tai, cánh mũi đến dái tai. Hoặc là chúng ta xoay từ từ vào đến khi mà chúng ta cái que lấy mẫu của chúng ta chạm vào cái vật cứng thì chúng ta dừng lại, để que trong vòng 5 giây. Sau đó chúng ta rút cái que lấy mẫu ra, nghiêng lên góc 70 độ. Khẩu trang kêu người nhà kéo xuống, rồi hỏi cái mũi ra, rồi đúng rồi, che cái miệng lại, rồi sau đó chúng ta sẽ xé bộ kit test này, xé cái que lấy mẫu ra, lấy que ra rác này, tục thùng rác. Sau đó một tay đỡ phía sau đầu, một tay cầm que test đút vào theo cái lỗ mũi, dọc theo cánh mũi. Rồi chạm phần cứng để 5 giây cho cái dịch tị hầu được ngấm đều trong cái que tăm bông. Sau đó rút từ từ ra. Rồi. Và chúng ta xé cái trong cái đó, khi chúng ta sẽ xé cái dung dịch đạn ra, cho cái que chúng ta vừa lấy tị hầu vào đó. Và chúng ta bóp chặt cái que này lại. Chúng ta xoay cái que lấy này. Và chúng ta rút lên, nằm lên nằm xuống trong vòng 5 lần là chúng ta sẽ được cái dung dịch mà có cái bệnh phẩm ở trong này. Kéo khẩu trang lại. Sau đó cái dịch này chúng ta sẽ xé bỏ cái phần nắp trên, cho cái dung dịch, cho vào que lấy mẫu vào dung dịch, bóp chặt, xoay 5 lần, 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó chúng ta rút ra, vắt kiệt nước, rồi ok. Cái que này là que có bệnh phẩm nguy cơ nên chúng ta phải cho vào thùng rác y tế, thùng rác vàng. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái lắp, chúng ta sẽ lắp lại, rồi chúng ta lắp đều 5 lần. Chúng ta lấy cái nắp đậy này, chúng ta đậy vào cái nọ dung dịch có bệnh phẩm chúng ta vừa làm, đậy chặt. Sau đó chúng ta lắc 5 lần, 1, 2, 3, 4, 5, cho cái dung dịch nó đều, và chúng ta búng được
5 lần. Xé cái bộ kit test này. Xé ra để trên bàn và chúng ta nhỏ 3 giọt vào cái vị trí của mẫu. Đọc kết quả trong vòng 10 đến 15 phút tùy theo nhà sản xuất yêu cầu. Không đọc quá 20 phút. Sau khi chúng ta đã chờ được 10 phút thì test này là có kết quả âm tính. Kết quả âm tính là khi là chỉ lên một gạch C, gạch đỏ C, mọi người có nhìn thấy không? Gạch này là gạch âm tính, chứng tỏ người chúng ta vừa làm, cái bạn chúng ta vừa làm là có cho kết quả âm tính với Covid-19 trên bộ kit test nhanh chúng ta vừa thực hiện. Còn những cái người mà ví dụ mà dương tính thì nó sẽ xuất hiện thêm một gạch T nữa, là khi đó người đó dương tính. Đó là đối với dịch tị hầu. Còn dịch mũi, dịch mũi thì chúng ta sẽ đút vào cái lỗ mũi của người ta là khoảng 2 cm, tức là khi mà đút vô thì sẽ không nhìn thấy cái đầu tăm bông nữa là được. Chúng ta xoay 5 lần để cho cái dịch mũi được thấm hết vào cái que đầu cây tăm bông, và chúng ta lại thực hiện y chang cái với cái dịch tị hầu.